ngày 5 tháng 11, Ủy ban nhân dân phường Tân Chính, quận Thanh Khê Đà Nẵng cho hay vừa phê bình một cán bộ bị công dân phản ánh có biểu hiện hành dân. Phản ánh của công dân Trần Công Ba ngụ tại địa phương cho hay, khoảng đầu tháng 9, ông đến Ủy ban nhân dân phường Tân Chính làm thủ tục đổi tên cho con gì bị trùng với tên em ruột của ông ngoại. Người tiếp nhận thủ tục là ông Trần Hoài Nam, cán bộ hộ tịch. Lần một, ông Nam hướng dẫn cho công dân về làm giấy xác nhận bị trùng tên và phải có trưởng tộc, cơ quan có thẩm quyền ký xác nhận, không hướng dẫn gì thêm. Lần hai, vợ của anh ba mang giấy xác nhận tới thì ông Nam yêu cầu về làm thêm mẫu đơn do ông cung cấp. Đến lần ba, vợ ông ba nộp lại mẫu đơn thì ông Nam nói thiếu chữ ký của người chồng. Chiều 26 tháng 9, ông ba ký vào mẫu đơn và mang tới phường thì ông Nam cho rằng trong đơn lại thiếu thông tin người trùng tên đã mất cứ mỗi lần đến ăn Nam lại nói thiếu một cái, vợ chồng tôi phải lui tới nhiều lần. thấy vậy, tôi đã gọi anh Nam trong thủ tục này còn yêu cầu những gì nữa thì anh mới nói thêm là cần thêm bản photo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn. nếu tôi không hỏi thì không biết còn phải tới mấy lần nữa, phản ánh nêu. tiếp nhận phán ảnh, ủy ban nhân dân quận Thanh Quê đã giao ủy ban nhân dân phường Tân Chính kiểm tra vụ việc. Ông Lê Hoàng Nam, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Chính đã đề nghị cán bộ hộ tịch viết bản tường trình sự việc. Vị chủ tịch phường cũng đồng thời liên hệ với ông Ba để xin lỗi và nhận trách nhiệm với vai trò là thủ trưởng đơn vị. Qua họp với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường, ông Trần Hoài Nam xác nhận có sai sót trong việc hướng dẫn thủ tục cải chính hộ tịch đổi tên cho con của ông Trần Công Ba. lý do là ông Trần Hoài Nam không in phiếu hướng dẫn các thủ tục hành chính cần thiết cho việc cải chính hộ tịch đổi tên đối với trường hợp trùng tên với người trong họ tộc đã chết, mà chỉ hướng dẫn bằng miệng. Đến ngày 1 tháng 10, hồ sơ của ông ba đã được hoàn tất và trả kết quả. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Tân Chính kết luận phê bình ông Trần Hoài Nam và đề nghị ông Nam làm bản kiểm điểm, trong đó nêu rõ biện pháp khắc phục trong thời gian đến. qua sự việc này lãnh đạo phường cũng đề nghị ông hoài nam rút kinh nghiệm sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quy định đạo đức công vụ trong công tác tiếp dân và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức công dân trong khi thực thi công vụ nếu để tái phạm ủy ban nhân dân phường sẽ tiến hành xử lý theo quy định